chào các bạn đã quay trở lại vlog của mình. Hôm nay Yến sẽ gặp lại các bạn cũ của mình đã chơi rất thân một thời gian rất là dài. Đến tận ngày hôm nay, nào đi về Việt Nam thì cũng gặp các bạn. Hôm nay cả đám hẹn nhau sẽ đi ăn ở Ama Kitchen, cho nên là mình sẽ quay lại. Hiện tại mình đang chờ một bạn gái của mình tới để chở mình đi, là mẹ của mình. Bạn thấy mình có giống mẹ của mình không? Đáng lý ra mình sẽ nói tiếng Anh luôn, nhưng mà tại vì các bạn thích nói tiếng Việt hơn, cho nên là vlog này sẽ làm bằng tiếng Việt. Yến sẽ đem các bạn gặp các bạn cũ của Yến ở cấp 3, gặp các bạn ở Ama Kitchen. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì hai chúng mình đã ở Ama Kitchen. Đây là một người bạn thân lâu năm của mình tên là Trang. Hiện tại thì bạn đang rất là mắc cỡ, chưa nói được câu nào. Hiện tại thì đang vẫn còn đang chờ một người bạn ca sĩ, người mẫu, diễn viên, một tài năng giải trí trẻ. Tôi đặt bàn ở đây là 4:30 nha. Biết cái tính anh ấy, tôi nói với anh ấy là 4 giờ mà các bạn thấy đó. Hiện tại thì vẫn chưa tới, sau bao năm anh ấy vẫn không hề thay đổi. Thì mình sẽ xem menu trước, anh ấy tới thì gọi gì thì anh ấy ăn ấy. Tại vì có người lựa chọn. Đúng rồi, người như vậy tôi nói mà tôi tức. Tôi nói mà tôi tức á, tôi thấy mà tôi tức á, chưa bao giờ mà tôi tức vậy á. Nhắn tin cho nó thôi để vui tôi lên nào. Tới rồi. Thằng yêu nghiệt. Ê, hôm nay khẩu trang rồi nó chửi nó. Các bạn ơi, tài năng giải trí trẻ mà nãy giờ tất cả chúng mình đều phải đang chờ đợi là đây. Cảm xúc của bạn như thế nào khi gặp hai đứa mình? Vô cảm. Quá nhạt luôn các bạn ơi. Không trả tiền cashier mà kiểu này thôi dẹp đi. Tự quá rất giàu các bạn à. Rửa rồi. Rửa ta lavender. Sẽ muốn cho các bạn xem là mình đã order cái gì nha. Xíu mại, cái gì tôm đó mình quên rồi. Có chân gà, kêu là phùng chảo thủ. Tôm, sốt, xoài. Cơm cháy chiên giòn, xin được nhắc lại, cơm cháy chiên giòn. Cái món tàu hủ nhìn rất là hấp dẫn nè. Tàu hủ phun trào, miếng đại dương. Miếng tôm tiêu đen nha các bạn. Cơm gà Ama. Món này như là signature của quán nè. Thôi bây giờ không nói thêm nhiều nữa. Và mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bây giờ thấy trời ơi, quay vlog mà cứ sợ bị giật camera các bạn ơi. Hẹn với tài năng giải trí tại Starbucks, nhưng bạn Trang của chúng ta đây, người tour guide, sau 9 tháng mưu sinh nơi đất người, cô ấy quay trở lại Việt Nam mù đường. Lạnh nhiều quá luôn. Tới chưa? Sắp tới chưa? Sắp rồi. Tại Starbucks. À đây kìa. À đây rồi các bạn ơi. Biết tôi tới tụi nào không? Tôi đi bộ từ ngoài đó về đây, gần quá không bắt được xe, tôi đi bộ luôn. Và tôi đi bộ tới đây cách đây 30 phút trước. Cuối cùng nó cũng đã biết ngồi chờ đợi rồi mấy bạn ơi. 30 phút trước lâu quá cho nên tôi đã mua một ly nước để tôi không uống để đỡ kỳ, nhưng cuối cùng vẫn chưa tới và hết tiền điện thoại không gọi được. Là sao ạ? Tôi đã kịp đi coi giày nha các bạn. Tôi kịp đi coi giày ở bên kia. Xin được phép không nhắc tên nhãn hiệu có nha. Có sale không? Có sale không? Có sale nhưng không mua được gì hết. Giày nam hả? Giày nam cả giày nữ. Và có những giày lưỡng qua lưỡng lại. Sau đó tôi định bộ trở ngược lại một nhãn hàng trang của Nhật Bản rất bự ở ngoài kia để tôi xem đồ. Nhưng tôi sợ các bạn đến các bạn chờ đợi nên tôi đành đứng đây tôi chờ. Tôi đã vào một cái cửa hàng cà phê ở bên phía bên sau lưng để mua một ly trà xanh nhưng đã hết nha mọi người. Thế là tôi lại trở về xe mà cũng thân thuộc nên tôi đã mua một cái ly nước để tôi không uống. Không thấy nhãn hiệu được không ạ? Đó. Và cuối cùng vẫn phải đợi. Không là tôi ngồi tôi đã uống hết rồi nha mọi người ơi mọi người. Giờ sao? Cái
các bạn ơi, hiện giờ thì chúng mình đang đi bộ đến một cái quán trà sữa mà do mình recommend nha các bạn. Xong rồi uống không thấy ngon là cũng xin là hủy kết bạn nha. Khoan, mọi người hãy nhìn lên trên đây. Mọi người có muốn vào ngoài rìa của cái quán nào không? Hay là mọi người vẫn muốn tôi trong này? Không thích uống cái quán này đâu, nhìn đẹp đẹp vậy thôi chứ bán đồ uống gì vậy cả. Rồi, xe gắn máy cho qua rồi đi. Đi luôn. Qua được qua, không qua được qua. Trời ơi. Trời ơi, công nhận trả tiền là cái đẹp liền luôn á. Cuộc vui nào cũng phải tàn, và bây giờ thì nó đã tàn thật rồi các bạn ơi. Anh đến giờ phải đi về rồi. Đi bộ qua. Cầm giùm cái ly đi. Nhỏ. Nhỏ này nó không có chịu bỏ của luôn. Bỏ của chạy lấy người. Tại thì tụi mình đang đi ra chỗ gửi xe của bé Trang. Mai bé Trang phải về quê cho nên tụi mình phải chia tay sớm từ đây. Khá nhạt phải không các bạn? Memory là chủ yếu. À, nhắc tới Memory thì sắp tới Yến sẽ cover lại bài Memory của Maroon 5. Thì hiện tại là... Đáng lẽ là bạn Yến là phải là đầu tư một cái micro Bluetooth. Đó là khi nào bạn Yến được trên 1000 subscriber các bạn nha. It's a very long way, you know. Khi mà hiện tại bây giờ có được mới over 10. Bây giờ trả tiền rồi bạn ơi. Thôi 300 đây. Đây. Đưa đây. Trả tiền, trả tiền. Ê, anh kem Nhật Bản không? Nói chứ anh kem Nhật Bản không? Có dễ dễ. Nhỏ này nó luôn. Anh kem Nhật Bản không mua nha. Đã nãy giờ đồ ngọt không mà còn ăn cái gì nữa với ta, ca sĩ mà kỳ vậy. Ca sĩ thì phải ăn đó. Xích nợ rồi nhớ bạn. Tụi mình xong rồi đó. Mình nãy về giờ không bao giờ gặp lại.